Ôi cả nhà ơi, Apao đang ở trong ô tô, đang có một món quà mà Apao tự thưởng cho mình. Đây, con Spocket 3 cả nhà. Đấy, con này là Apao đã mua và sử dụng mà. Apao mua một con rồi, bây giờ Apao lại tặng con đây cho một người em, bây giờ lại mua thêm một con mới. Vậy là không biết là sau này mở lại kiểu tặng gì cho đây. người anh. Đây bây giờ là cứ cứ sử dụng là mình cứ cứ mua để mình sử dụng trước đã. Bây giờ mình lại không không có máy để dùng rồi. Máy này quay rất đẹp. Đấy mà hiện tại ở Việt Nam đã cháy hàng ở nhà nhé. Chỉ có ở châu Âu mới có thôi. Châu Âu thì người ta mới mới còn hàng này, còn ở ở Việt Nam là hiện tại là không còn con nào nữa. Đấy, hàng Cầm cái xanh ở cái giật châu Âu ra. chưa về. Cầm cái xanh cái giật ra. Đây, đây đây. Đây để mở ra cho cả nhà đấy, bóc tem nhé. Bóc tem. Bông zin. Đấy Bông rồi. zin đấy. Máy đẹp lắm cả nhà. Đây. Đây một túi như này. Đấy. Có gọi là có cái chống, gọi chỗ chống ẩm. Rồi đây. Là túi đây. Apao mở ra nhá. Cái đất nổ đấy. Đấy. Ở châu Âu trời thời tiết hiện tại đang lạnh. Nhiệt độ âm độ C. Đây. Có cái túi đen, đây, rất đen này. Đấy. Đen này. Wow, đây. Pocket bar đây. Đây, nguyên đem nguyên kiện này. Đấy. Gimbal trục đẹp luôn. 1 inch cả nhà nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Ở đây là cái cục pin dự phòng cắm vào luôn ở phía dưới chân máy. Và phía bên này là có micro. Đây, micro đây. Thì Apao sẽ gắn bông vào. Bông thì không biết đâu ở đâu. Bông chắc là ở trong này. Bông ở đây có một chiếc hộp nữa này. Đấy, một chiếc hộp nữa. Ở trong này. Ở đây, đây là cái vỏ cả nhà. Phải Apao lấy vỏ ra để đựng đã. Ở đây là có cả đây, bình thường là đây, đây cái vỏ Apao sẽ lấy ra. Đấy. Cho máy vào đây. Và sẽ đặt cái này đây, đúng rồi. Úp màn hình xuống. Úp màn xuống. Rồi. Ở đây rất đẹp của nhà. Đấy gọn gàng này. Cái Apao sẽ tháo cái vỏ này ra. Sử dụng luôn. Hiện tại là phải sử dụng luôn cả nhà. Chương trình này là phải quay luôn, không thể chậm trễ được. Đấy. Đây là cái bông của micro. Bông micro sẽ cắm vào ở đây. Micro đây. Micro này. Bao sẽ cắm vào đây luôn. Đấy, đẹp luôn. Sẽ kẹp vào đây. Đấy, rất tiện và gọn. Đây, bây giờ Apao và anh em sẽ test máy này đã. Apao sẽ thông báo sau cả nhà nhé. Vô xe, cảm ơn cả nhà. Đây là anh em Việt vùng cao, máy vô thường. Đấy. Anh em quay phim của Apao cả nhà nhé. Đây là ekip của Apao cả nhà nhé. Đây, bạch vô thường này. Bạch vô thường hiện tại chưa có người yêu luôn. Ế lâu lắm rồi, ế chồng, ế chơ. Đấy, còn Việt vùng cao ế nặng. Anh em đang lắp máy cả nhà nhé. Apao có hai người anh em rất là nhiệt tình và rất là mộc mạc, cũng giống như Apao. Đây là ô tô của người em của Apao thôi. Apao không có ô tô. Đi đây là người em của Apao là hỗ trợ Apao, là có ô tô thì mình đổ xăng đi thôi cả nhà. Đây, hiện tại đang ở Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay là sẽ hát đám cưới ở Vĩnh Phúc, và đặc biệt là có lịch là có anh Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường về hát ở đây, thì Apao rất vui là cùng chương trình xô chậu cùng các anh, các dàn sao nghệ sĩ lớn nhất Việt Nam. Đến ngàn lần anh yêu.
Báo được gặp ca sĩ Ngọc Bích, cùng tên Ngô Sĩ Ngọc, tên là Ngọc Bích, Trần Ngọc Bích. Và hát rất hay, giọng ca rất tuyệt vời, mà mình nghe cứ tưởng là cô gái mười mấy tuổi thôi, nhưng mà năm nay mới tròn 18 cả nhà nhé, mười tám tròn thôi. Đấy. Hiện tại là đang ở đâu? Ngọc Bích, một giọng ca vàng ở quê hương Phú Thọ, về với tiệc cưới ngày hôm nay rất là vui được gặp em. Em sức khỏe, năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Hiện tại Ngọc Bích chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là cô gái ngây thơ cả nhà. Ai mà thương Ngọc Bích alo cho báo.
Đấy, chào cả nhà. Chúc cả nhà năm mới bên nhá. Oh.
đây là ca sĩ Ngọc Bích. Lần đầu tiên là báo được gặp ca sĩ Ngọc Bích. Cùng tên Ngô Sĩ Ngọc. Đây là Ngọc Bích. Trần Ngọc Bích. À, hát rất hay, giọng ca rất rất tuyệt vời mà mình nghe cứ tưởng là cô gái mười mấy tuổi thôi. Mà năm nay mới tròn 18 cả nhà nhé. 18 tròn thôi. Đấy. Hiện tại là đang ở đâu? Ngọc Bích một giọng ca vàng ở quê hương Phú Thọ về với tiệc cưới ngày hôm nay rất là vui được gặp em. Sức khỏe năm mới mạnh khỏe an khang thịnh vượng vạn sự như ý phát tài phát lộc. Hiện tại Ngọc Bích chưa có người thương chưa có người yêu vẫn là cô gái ngây thơ cả nhà. Ai mà thương Ngọc Bích alo cho báo. Đấy, không sai chào cả nhà. Chúc cả nhà năm mới bình an. À, cả nhà thân mến, Hà Quỳnh Như và các anh em nghệ sĩ đang ngồi ăn cơm ở phía bên mâm. Còn các bác là mâm mua thế à, báo sẽ quay lại khung cảnh là mọi người đang ăn cơm một chút này. Đây, mời cả nhà ăn trưa nhé. Hòa chung với nhịp đập, hòa chung với niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Mọi người đang ăn cơm đã. Thì nữa sẽ là chương trình giao lưu văn nghệ hát mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ở bên này đang cơ đấy, rất là đông khách đấy, hàng trăm khách cả nhà nhé. Ở đây có khoảng tầm hơn 500 khách đấy, cả nhà nhé. Mình xin chào. Điều vì theo anh
chào trân trọng nhất đến quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để liên tiếp chương trình, chúng ta xin phép tặng mọi người một ca khúc nữa, một ca khúc mang âm hưởng trữ tình của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, ca khúc được mang tên Trường Phương. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Em thắm lại một mình cùng hoa dại, em dịu dàng bên trong. Dẫu em vào mùa đông, tháng héo vàng lá rụng, tình như trôi buồn lòng, âm thầm nén đời xuân. Bây giờ là em chuẩn bị xong rồi.
xin gửi tới quý vị một sáng tác được mang tên Cảm xúc từ câu hò Điệu Ví. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một miền quê đất đau tình.
chẳng bay đã và vừa tới hoa phải chẳng lá về sừng mùa thu đi tìm buồn là cả nhà ơi ca sĩ gì nhỉ mùa thu Nguyễn Như đây Hà Bảo và Hà Bình Như đang ở một nơi rất xa có phải châu Âu không nhỉ à châu Á châu Á châu Á nhưng mà đẹp như châu Âu à đây nhà hôm nay hai em đi ăn tiệc cưới ở Vĩnh Phúc cả nhà rất là đặc biệt hôm nay hai em được ở đây sẽ hát cho cả nhà tặng cả nhà cả nhà đang nào đang hát ở sau cả nhà chơi đây ca khúc của Hà Quỳnh Như gửi tới cho cả nhà nhé. Cả nhà thân mến, đây là không gian tiệc cưới ở Vĩnh Phúc cả nhà, một không gian rất rộng luôn, ở đây có thể chứa được khoảng tầm 500 khách cực kỳ rộng mênh mông này. Hiện tại là gia đình đang chuẩn bị đón khách cả nhà nhé. Đây đang chuẩn bị thôi, quá đông, một phần sân khấu rất là lớn ở phía trên này, đã có sẽ biểu diễn ở trên này cho cả nhà xem. Các khách của gia đình đã về sum họp đầy đủ và mọi người đang ăn cơm ở nhà nhé. Đấy. Hà Quỳnh Như đang ngồi cùng các anh em nghệ sĩ này. Đấy, phía bên này này rất là đông cả nhà nha. Rất là đông cả nhà nha. Cả nhà thân mến, Hà Quỳnh Như và các anh em nghệ sĩ đang ngồi ăn cơm ở phía bên mâm. Có các bác là thăm mua báo sẽ quay lại khung cảnh là mọi người đang ăn cơm một chút này. Đây mời cả nhà ăn trưa nhé. Cùng hòa chung với nhịp đập, cùng hòa chung với niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Mọi người đang ăn cơm đã. Tí nữa sẽ là chương trình giao lưu văn nghệ hát mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ở bên này mọi người đang ăn cơm. Đấy, rất là đông khách. Đấy, hàng trăm khách cả nhà nhé. Ở đây có khoảng tầm hơn 500 khách. Đấy, cả nhà nào. Ô cái nó ăn gì mà đẹp thế, cô gái hoa Trung Quốc à, đây rồi đây rồi, cái gì mình ăn gì mà đẹp thế, đây mình ăn thế này rồi đây đây về làm một kiểu ảnh nhá. Ôi giời đẹp thế nhỉ, ôi giời rồi bên nào. Ô, nhìn ảo tung chảo thế này. Rồi, thế nào, ngồi ăn à. Thấy mình tên gì? Chị Oanh, xinh gái cả nhà. Một tham ăn nhá, chị Oanh à. Để chỉnh chấn thương chỉnh hình đi một tí. Một tham ăn à, yên lên à. Rồi. Cho điện thoại rồi mà lấy làm gì? Đây điện thoại chị đây. Đấy cứ tưởng cho A Báo điện thoại, may quá đang không có điện thoại dùng đây. Đây muốn xem anh em mình sẽ đang ăn cơm cả nhà nhé. Đấy mọi người đang giao lưu đây này. Đây cả nhà hôm nay đi gặp fan hâm mộ đây. Anh em đang ngồi uống gì đấy nhỉ? Uống trà. Uống nước chè. Alo. Đấy, nước chè đấy. Chè rất ngon. Xanh vàng luôn. Anh không uống rượu. Chỉ uống chè thôi. Chính xác là đi đây là đi ăn cỗ. Hy vọng là báo là đầu tiên là sức khỏe. Sau đó thì sẽ tận dụng được cái tình yêu thương của mọi người. Nhưng mà báo chưa biết cán bộ tên gì. Thôi cán bộ tên đặt từ ngày xưa lúc mới đẻ nên là quên mất rồi. Anh đấy tên là Bộ. Đấy, có một cái cán gọi là cán bộ. Anh em đang ngồi uống nước chè cả nhà nhé. Đấy, yên tâm nhé. Toàn X-Men thôi.
Còn phía bên này có hai anh chàng đang yêu nhau, thương nhau. Xin chào cả nhà nhá. Hai người đang chuẩn bị sang Thái Lan để chuyển giới. Chúc mừng anh. À thế là bây giờ biết là ăn tháng ngoài gì ăn hay. Còn nói nữa là con riêng. Ôi rồi thế này thì con mặt thì ăn khách lắm. Thiếu thốn ở đâu thì cần em alo thì cần em sẽ hỗ trợ cho. Em sẽ chuyển giới thành công. Em sẽ tác động ở ngoài cộng đồng để cho mọi người quyên góp để ủng hộ cho hai anh đi chuyển giới thành công. Cả nhà ủng hộ không? Có. Để khi nào mà chúc mừng hạnh phúc hai anh thì chúng em lại được ngồi như thế này. Đấy. Mà vừa xin số rồi. Đấy lại gặp gỡ nhau. Đấy lại tỉ tê nhau. Đấy. Cả nhà cũng trẻ chém gió nhá. Được rồi.